Sáng ngày 18 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức cuộc họp nhằm ra soát thống nhất các hoạt động tổ chức Tết Quân dân năm 2025. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo cuộc họp. Tết Quân dân năm 2025 có chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là năm thứ 19 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng các quận, huyện tổ chức hoạt động này. Năm nay, phường Long Tuyền được chọn làm điểm tổ chức các hoạt động, gồm thực hiện chuỗi công trình an sinh xã hội và các chính sách an sinh xã hội, như xây dựng các tuyến đường giao thông, vệ sinh môi trường, đèn chiếu sáng, nạo vét kinh thủy lợi, xây dựng 27 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, tặng 300 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng 150 xe đạp, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, tổ chức khám chữa bệnh cho 300 hộ dân. Cùng với đó là các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức phiên chợ phục vụ nhân dân mua sắm. Tổng kinh phí các hoạt động dự kiến trên 14 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ban tổ chức bổ sung thêm thành phần lực lượng tham gia, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành phong trào khí thế sôi nổi chào mừng. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành địa phương, cố gắng vận động bằng mọi nguồn lực để tăng cường cho các hoạt động và tiếp tục khẩn trương triển khai, thực hiện đảm bảo, hướng đến tổ chức Tết Quân dân thật ý nghĩa.